Chào mừng các bạn quay trở lại với Việt Nam Thức Giấc, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tờ emronline.com của Thái Lan mới đây đưa tin, sợ mắc bẫy nợ. Việt Nam có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc trị giá 67 tỷ USD mà không cần dựa vào vốn nước ngoài. Reuters, Việt Nam có kế hoạch tự tài trợ cho tuyến đường sắt cao tốc trị giá 67 tỷ USD. Để thể hiện sự miễn cưỡng của đất nước Cộng sản trong việc chấp nhận các khoản vay nước ngoài, điều này bất chấp một số chuyên gia cho rằng mục tiêu như vậy khó có thể xảy ra. Dự án đường sắt từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh trung tâm thương mại phía Nam đây sẽ là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của Việt Nam. Theo Bộ Giao thông Vận tải, điều đó gây ra chi phí trung bình hàng năm cho ngân sách tiểu bang khoảng 5,6 tỷ USD trong 12 năm. Với tinh thần độc lập, tự chủ, Bộ Chính trị đã quyết định không dựa vào nước ngoài để cung cấp vốn cho dự án đường sắt dài 1.541 km, truyền thông nhà nước dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết. Dự án đường sắt sẽ chạy với tốc độ 350 km/h, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2035. Kinh phí sẽ lấy từ nguồn thu của nhà nước, và nếu cần thiết sẽ đến từ việc phát hành trái phiếu chính phủ. Các khoản vay nước ngoài với điều kiện nhẹ nhàng sẽ chỉ được xem xét nếu thấy thiếu vốn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ. Theo Bộ Tài chính, Việt Nam có nợ công tương đối thấp, khoảng 37% tổng sản phẩm quốc nội GDP, vào năm ngoái và đầu tư ít hơn kế hoạch, thiếu 19 tỷ USD, tương đương khoảng 1/4 chi tiêu đầu tư công dự kiến trong giai đoạn 2021 đến 2023. Việt Nam ngần ngại sử dụng viện trợ nước ngoài, điều này là do sự thất thoát hàng tỷ USD viện trợ phát triển trong những năm gần đây. Giữa sự chậm trễ của cơ quan quản lý ngăn chặn tham nhũng trên diện rộng và nỗi sợ mắc vào bẫy nợ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, nguồn tài trợ cho dự án đường sắt được thiết kế nhằm tránh bẫy nợ. Tuy nhiên, các chuyên gia tài trợ cơ sở hạ tầng cho rằng, Việt Nam cũng có thể gặp khó khăn khi xây dựng một dự án quy mô lớn như vậy. 5,6 tỷ USD chi tiêu của chính phủ mỗi năm cho các dự án đường sắt, nó sẽ tương đương 1,3% GDP cả nước năm 2023 và chiếm khoảng 1/5 tổng chi ngân sách năm nay. Về mặt lý thuyết là có thể, nhưng điều này khó có thể trở thành sự thật, một chuyên gia cơ sở hạ tầng nước ngoài nhận định. Những người có trụ sở tại Việt Nam cho biết, đề cập đến kế hoạch chỉ sử dụng tiền của chính phủ. Một chuyên gia cơ sở hạ tầng thứ hai cho biết chi phí sẽ cao. Điều đó đã làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của dự án, nếu không có sự hỗ trợ của nước ngoài. Trong 2 thập kỷ qua, Việt Nam chi khoảng 20% ngân sách nhà nước cho cơ sở hạ tầng. Hầu hết trong số đó là các dự án đường giao thông nông thôn. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, quyết định sử dụng phương thức tự cấp vốn đó là việc tìm kiếm một cách tiếp cận cân bằng trong lĩnh vực chính trị. Kết hợp với tầm quan trọng của chính quyền trung ương độc lập tự do, ông Nguyễn Hùng, chuyên gia logistics từ Đại học RMIT Việt Nam. Nhưng ông nói thêm rằng ông kỳ vọng Việt Nam cuối cùng sẽ tìm kiếm các khoản vay, nguồn tài trợ và công nghệ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và các đối tác khác. Việt Nam dự kiến xây dựng 2 tuyến đường sắt cao tốc Bắc, Nam giai đoạn 1 vào cuối năm 2027. MGZ Online, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam tiết lộ 2 đoạn tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, nối Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc xây dựng dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2027. Trong cuộc gặp ngày thứ 7 năm giữa quan chức chính phủ và các ngành, Bộ Giao thông Vận tải tiết lộ kế hoạch đầu tư cho dự án đường sắt cao tốc sẽ được trình Quốc hội phê duyệt trong tháng này, và trong 2 năm tới, Bộ sẽ lựa chọn các nhà tư vấn và tiến hành nghiên cứu khả thi. Tuyến tàu Hà Nội, Vinh và Nha Trang Hồ Chí Minh, việc xây dựng sẽ bắt đầu vào cuối năm 2027, trong khi tuyến đường sắt Việt, Nha Trang đang được triển khai. Dự kiến tuyến đường sắt cao tốc Bắc, Nam sẽ khởi công từ năm 2028 đến năm 2029. Tổng chiều dài là 1.541 km và dự kiến hoàn thành vào năm 2035. Tuyến được thiết kế để đáp ứng tốc độ 350 km/h. Theo Bộ Giao thông Vận tải, nó có giá khoảng 67,34 tỷ USD. Nó cũng nêu rõ rằng, nguồn tài trợ cho dự án sẽ không phụ thuộc vào các khoản vay nước ngoài. Tuyến đường sắt này sẽ kết nối với ga Ngọc Hồi ở Hà Nội, với ga Từ Thiêm tại thành phố Hồ Chí Minh và chạy qua 20 tỉnh, thành phố. Về giá vé, sẽ chia thành 3 mức tùy theo loại hình dịch vụ. Phó Thủ tướng đề xuất mở rộng tuyến vượt điểm cuối hiện tại. Nó bao gồm tỉnh Quảng Ninh ở phía Bắc, nơi có vịnh Hạ Long, và tỉnh Cà Mau ở cực Nam. Tờ Simuathai.com cũng viết, Việt Nam có kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc chạy Bắc Nam. Hà Nội, ngày 26 tháng 9, Tân Hoa Xã Việt Nam có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam dài 1.540 km với tổng vốn đầu tư khoảng 67,3 tỷ USD, khoảng 2,2 nghìn tỷ baht. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, tuyến đường sắt này sẽ có tốc độ thiết kế 350 km/h, 23 nhà ga hành khách và 5 nhà ga hàng hóa kết nối với các đầu mối vận tải hàng hóa lớn. Điểm đầu của tuyến đường sắt cao tốc này sẽ là Hà Nội. Nó đi qua 20 tỉnh, thành phố và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam Việt Nam. Nhân tiện, Bộ sẽ trình bày chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc này. Dự kiến việc xây dựng sẽ hoàn thành vào năm 2035, trước kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 tới. Tờ The Bangkokinside.com đưa tin, Việt Nam dự chi hơn 2.000 tỷ xây dựng tàu cao tốc không cần vay nước ngoài. Việt Nam có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài 1.541 km nối khu vực phía Bắc và miền Nam đất nước cùng nhau. Nó sẽ sử dụng khoản đầu tư khoảng 67.340 triệu đô la, tương đương hơn 2.000 tỷ baht, mà không phụ thuộc vào các khoản vay nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào. Ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, tiết lộ tàu cao tốc chạy với tốc độ 350 km/h trên tuyến này, nó sẽ sử dụng đầu tư từ chính phủ. Mà nếu ngân sách không đủ, chính phủ Việt Nam sẽ phát hành trái phiếu để huy động vốn, có thể được phát hành cả trong nước và ở nước ngoài. Trong trường hợp cần thiết phải vay nước khác, một khoản vay như vậy phải hấp dẫn, có rất ít điều kiện, và bao gồm cả việc chuyển giao công nghệ. Việt Nam sẽ lựa chọn công nghệ dựa trên chi phí, khả năng hỗ trợ và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, báo cáo nghiên cứu khả thi sơ bộ cho dự án đường sắt cao tốc này cho thấy rằng Việt Nam chưa có nhà thầu có kinh nghiệm thi công các dự án đường sắt cao tốc. Họ sẽ phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam. Anh ấy cũng nói rằng Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu 22 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có hệ thống đường sắt cao tốc đi vào hoạt động, cũng như 6 quốc gia khác đang triển khai các dự án tương tự. Tờ Nam Cát.net cũng có bản tin. Việt Nam có kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc chạy từ Bắc vào Nam. Hà Nội, ngày 26 tháng 9, Việt Nam có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, dài 1.540 km, với tổng vốn đầu tư khoảng 67,3 tỷ USD, khoảng 2,2 nghìn tỷ baht. Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, tốc độ thiết kế của đoàn tàu này là 350 km/h. Nó bao gồm 23 nhà ga hành khách và 5 nhà ga hàng hóa, kết nối với các trung tâm vận chuyển hàng hóa lớn. Điểm đầu của tuyến đường sắt cao tốc này sẽ là Hà Nội. Nó cắt qua 20 tỉnh thành và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Miền Nam Việt Nam, việc xây dựng dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2035. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam sẽ trình bày chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc trước kỳ họp Quốc hội vào tháng 10. Tờ dailynews.co trích dẫn, Việt Nam chuẩn bị xây dựng đường sắt cao tốc chạy Bắc Nam. Tân Hoa Xã đưa tin từ Hà Nội. Việt Nam ngày 27 tháng 9 có báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, tuyến đường sắt này nó sẽ có tốc độ thiết kế là 350 km/h, 23 nhà ga hành khách và 5 nhà ga hàng hóa kết nối với các đầu mối vận tải hàng hóa lớn. Điểm đầu của tuyến đường sắt cao tốc này sẽ ở Hà Nội. Tuyến đi qua 20 tỉnh thành và đích đến là thành phố Hồ Chí Minh, phần phía Nam của đất nước. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam sẽ trình bày chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc trên tuyến đường nói trên. Dự kiến việc xây dựng sẽ hoàn thành vào năm 2035, trước kỳ họp Quốc hội, để có một cuộc thảo luận vào tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.